ở phân khúc trung cấp của cái mô hình máy pha cà phê thì Lone Coffee đã cho ra mắt hai bộ combo là combo máy 28 và 30 triệu. Thì hôm nay Lone Coffee sẽ tiếp tục cho ra mắt bộ combo máy pha 42 triệu. Thì điều đặc biệt khác ở cái bộ combo này đó là bộ combo 42 triệu thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy là máy nhập khẩu từ nước ngoài. Còn cái combo máy 28 và 30 triệu là máy với linh kiện được nhập từ Ý nhưng mà được lắp ráp tại Việt Nam ha. Còn đây là cái bộ combo 42 triệu này thì dành cho những ai ưa thích sử dụng máy của nước ngoài, đặc biệt cụ thể đó là từ Ý hoặc là Tây Ban Nha ha. Thì cái bộ combo 42 triệu chúng ta sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên là đó là máy pha. Máy pha thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn ha. Đó là đầu tiên đó là chiếc máy pha Casadio NCA1. Dòng này là của nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý ha. Đó, thì cái công suất của nó có thể lên đến là 250 ly một ngày ha. Đấy mọi người thấy không? Và điều đặc biệt ở đây đó là cái bề dáng bên kiểu dáng bên ngoài của chiếc máy này cực kỳ hầm hố luôn, cực kỳ đẹp. Đó, và đồng đi với nó là chiếc đồng hồ kép. Đó, chúng ta có thể kiểm soát được cái áp suất nước như là áp suất của cái máy của ta ha. Kèm theo đó là hai cái vòi hai bên riêng biệt. Đó, dễ dàng cho các barista pha chế, và kèm theo là cái cương ngược giúp các barista sẽ kiểm soát được cái chất lượng cà phê ra ha. Đó, và đặc biệt là cái gầm của nó cực kỳ cao luôn, dễ dàng vệ sinh, mọi cạnh của nó đều được bo góc hết, rất thuận tiện luôn, và tôi cực kỳ thích con dòng này. Rồi tiếp theo là đến chiếc máy pha Karimali Pratica M1. Dòng này của hãng Karimali là một trong những hãng sản xuất hàng đầu máy pha tại Ý. Thì mọi người thấy không, cái con máy pha này có kiểu dáng cực kỳ là vuông vức. Đó, nhìn rất là sang luôn. Nó kết hợp giữa cái inox và cái bên ngoài là thép được in, được sơn tích điện ha. Cực kỳ đẹp luôn. Nhìn màu đen kết hợp với màu xám, rồi màu của inox. Cực kỳ đẹp, cực kỳ bền luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đây là cái Kelly này. Đó, dễ dàng gập cực kỳ gọn luôn. Đó, dễ dàng pha chế với các hệ thống nút bấm một chặng ha. Trang bị là cái hai cái tay cầm ha, tay cầm 2 shot và tay cầm 1 shot ha. Thì ở combo máy 42 triệu chúng ta sẽ được trang bị luôn hai tay cầm ha. Mọi người cực kỳ đẹp, nhìn cực kỳ xa luôn. Và đây là đặc biệt, đây là chiếc dòng máy pha Expo 3 Agency, dòng một rúp. Đây là máy của Tây Ban Nha ha. À, mọi người thấy không? Kiểu dáng nhìn rất là hầm hố luôn, nhìn cực kỳ bự. À, mọi người thấy không? Đây cũng được trang bị hai cái tay cầm. À, và tay cầm của nó thì mỗi dòng máy thì sẽ có cái kiểu dáng tay cầm khác nhau, nhưng mà cái kiểu dáng của cái này thì cầm rất là gọn tay. À, thì ở đây nó có hệ thống sưởi ấm ly ở trên này. À, chúng ta có thể pha những ly cabu latte thì ly chúng ta được luôn được giữ ấm ở trên này ha. Và đây là hai cái vòi đánh hơi. Đây là cái vòi đánh hơi ha, và đây là cái vòi nước sôi. Đó, riêng biệt với nhau hết. Mọi người thấy không? Kiểu dáng rất là cổ điển luôn, bằng cái logo Expo 3 của nó. Và đặc biệt cái dòng này thì chất lượng pha ra cũng cực kỳ ngon luôn, mặc dù máy của Tây Ban Nha ha. Đó. Và đó là ba sự lựa chọn về máy pha ha. Còn máy xay thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó là một là chiếc máy xay N900. À, với đĩa xay nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý ha. À, với đường kính đĩa xay lên tới đó là 64 mm. À, mọi người chúng ta chỉ cần cho cà phê trên này và chúng ta xay ở đây. À, đây là chiếc N900, còn đây là chiếc HC600. À, với đĩa xay cũng được nhập khẩu từ Ý với đường kính là 64 mm, và chúng ta sẽ có thay đổi được nhiều cái cấp độ xay ha. À, và nhìn kiểu dáng rất là cứng cáp, nhìn rất là đẹp. Và chúng ta xay xong chúng ta sẽ chữ cà phê ở đây. À, một bình chứa này. À, chúng ta có thể xay nhiều cà phê một lúc để chúng ta có thể pha kịp những lúc mà thời gian cao điểm cho khách hàng ha. À, ok, đó là ba cái dòng máy pha nằm trong cái bộ combo 42 triệu. Thì tiếp theo đây là 6 chính sách dành riêng cho các đối tác mua máy pha tại Lone Coffee. Sách đầu tiên, Lone Coffee sẽ hướng dẫn mọi người pha chế cà phê và thức uống khác theo chuẩn nội bộ của Lone Coffee. Sách thứ hai là Lone Coffee sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng máy pha. Sách thứ ba là Lone Coffee sẽ bảo hành bảo trì máy lên tới 12 tháng
sách thứ tư là mọi người sẽ có chính sách hoàn lại 4 triệu khi mua đủ 200 kg cà phê trong vòng 2 năm đổi lại. Chính sách tiếp theo, chính sách thứ năm đó là Liễu Cà Phê sẽ cung cấp cho mọi người cái chính sách đó là thu hồi lên đến 60% khi mọi người không có ý định kinh doanh nữa. Chính sách thứ sáu là chúng ta sẽ có các chiến lược kinh doanh bán hàng thông qua các app ví như là Loship hay Shopee Food. Đó là 6 chính sách đặc biệt tại Liễu Cà Phê. Tôi lưu ý đó là cái combo máy pha 42 triệu này thì tất cả 3 cái bộ combo máy này đều là máy đã qua sử dụng ha. Nhưng mà Liễu Cà Phê sẽ bảo hành cho mọi người đó là 12 tháng. Đó. Và công suất của máy lên tới 250 ly. Đây là cái bộ combo cực kỳ phù hợp cho những ai yêu thích cái dòng máy được nhập khẩu từ nước ngoài, cụ thể là từ Ý hoặc là Tây Ban Nha. Nhưng mà chúng ta vẫn muốn cái chi phí đầu tư ban đầu mức vừa phải thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Nếu như mọi người đang quan tâm đến bộ combo này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline của Liễu Cà Phê hoặc comment phía dưới thì chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Liễu Cà Phê. Chào mọi người.